Rồi Trung Cúc với Trung Quý Bảo khác gì nhau? Nè, không có hôn. Xa ra, gần quá rồi. Em ơi, em chụp 4 tiếng rồi đó. Không, em vẫn muốn chụp nữa. Vậy thôi, anh đi vô, anh đi vệ sinh xíu. Anh đúng là có mắt nhìn. Dòng Galaxy Flip 5 và Z Fold 5 mới này có màn hình bên ngoài siêu to, có thể lướt TikTok, rep tin nhắn phía bên ngoài màn hình vô cùng tiện lợi. Nghe nói check in đủ 7 điểm sẽ có cơ hội nhận áo Samsung từ Top Infinity S hoặc là Lightstick của BTS á. Đi về. Hay là giờ em xài thử cái điện thoại này đi. Đi. Được rồi. Cái lượt này ra Z Fold S vừa được trải nghiệm Galaxy Z Flip 5 mới. Ở vậy còn được check in với lại BTS nữa chứ. Đi anh. Mình còn 5 cơ sở thôi để được nhận Lightstick của BTS thôi. Cái gì? Anh còn phải chứng kiến em gần gũi với 5 người đàn ông khác.